Các em thân mến, chúng ta đã học qua các bài như bài hôm trước tổng hợp thành chuẩn 3NF và chuẩn 3 code, rồi tách thành các lập đồ con chuẩn 3NF. Và chúng ta đã trải qua được rất nhiều cái kiến thức mà thầy đã dạy hôm trước. Thì hôm nay thầy sẽ bổ sung cho các em một cái quan hệ ràng buộc của khi mà chúng ta tạo cơ sở dữ liệu. Thế thì để làm được cái điều này thì thầy chạy Navicat và thầy tạo một cái là thực hành. Đấy, chúng ta sẽ thực hành trên trên cái phần mềm này để chúng ta có thể tạo rõ được. Thì máy của thầy thì đang khởi động. Chúng ta cũng chạy cái này nhé. Còn đây là cái Navicat bản bản này là bản mấy chấm không nhỉ? Bản 15. Bây giờ chúng ta tạo view. Đấy. Chúng ta tạo cho thầy thực hành SQL, ta gọi một cái database như vậy. Chúng ta chọn UTF-8 để nó hiện ra cái chữ tiếng Việt theo chuẩn chúng ta. Rồi chúng ta chọn cho thầy UTF-8. Đấy, ở đây có rất nhiều chuẩn do chuẩn ký tự của các nước, chúng ta chọn cái này. Ta nhấp OK. À, thực hành SQL. Ta nhấp vào đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tạo truy vấn. Truy vấn thứ nhất là ví dụ bây giờ thầy có một cái bảng. Một cái bảng này chúng ta gọi là về quan hệ là một nhiều. Quan hệ một nhiều. Và chúng ta sẽ có bảng là một cái bảng học của các lớp ấy. Thế trong một lớp sẽ có nhiều sinh viên. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái quan hệ là một nhiều. Mã số của một lớp thì có nhiều sinh viên. Vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng là create. Create table lớp. Lớp này thì chúng ta cho nó là ID lớp. ID lớp. ID lớp, mã của lớp thì chúng ta sử dụng ký tự va chai. Va chai nghĩa là va chai. Chúng ta bản này thì nó hiện luôn chữ màu xanh. Chúng ta ví dụ chúng ta cho 10 đi, nó luôn. Hoặc là chúng ta có thể cho nó một cái mã lớp này, chúng ta chọn cái này cũng được. Thì ký tự các em phải nhập cái mã lớp nó khác và nó không tăng tự động đâu, số nguyên mà tăng tự động. Chúng ta em xuống dưới tên lớp, va chai. Chúng ta chú ý nha, tên lớp thầy sẽ cho là 20. Nó luôn nghĩa là trong một trường có nhiều lớp này, để chúng ta tạo cái bảng này rồi ghi chú va chai. Nó
Bây giờ ta sẽ tạo cho nó một cái key nha. Chúng ta sẽ tạo key. Các em chú ý là chúng ta sẽ tạo key. Thì các em viết cho thầy là primary. Key. Primary key nhé. Rồi. Chúng ta key của chúng ta nó phải chỉ định là ID lớp. Đó, ID lớp. Rồi sau đó thì thầy sẽ đóng cái ngoặc này lại. Đúng không? Thì chúng ta nhìn thấy là khóa chính là ID lớp, kiểu không phải là kiểu giống như bài tập lớn mà mình ở đây là khóa là một cái mã ký tự giống như các em là in bao nhiêu đấy, hoặc là lít bao nhiêu đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy sau khi thầy tạo rồi thì chúng ta sẽ chạy, đúng không? Nó báo là ok. Bây giờ chúng ta thử xem refresh. Rồi chúng ta bảng lớp đây. Lớp rồi nhá. Bây giờ thầy sẽ tạo là một bảng sinh viên. Rồi đấy, chúng ta lại tạo được một cái bảng sinh viên mới. Chúng ta lại chọn query. Query lúc nãy thầy quên chưa viết cái kia đúng không? Như query chúng ta sẽ tạo là một một cái bảng mới. Đó. Bảng này là bảng sinh viên. Bảng sinh viên nhé. Đó. Chúng ta tạo cho thầy là ks. Các em cứ làm rồi thầy được giải thích sau. Table. Đó. Table này. Sinh viên. Bảng này thì gồm có ID lớp. ID lớp ở kia của chúng ta cũng là kiểu kiểm tra. Đúng không? Chúng ta chọn design. Chúng ta nhìn thấy là cũng là kiểu kiểm tra, va tra. Tất cả các kiểu này là va tra. Thì ID lớp ở đây là 10. Đúng không các em nhỉ? Vậy thì chúng ta quay trở lại cái query này. Va tra. Đấy, chúng ta ghi là 10. Rồi chúng ta ghi là ID sinh viên, tức là mã sinh viên. Va tra. Hay chúng ta cho đây là kiểu số integer. Integer nhé. Rồi not luôn. Integer ở đây các em có thể cho thế thôi, not luôn. Not luôn này. Auto. Increment. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo các trường như sau: họ tên, va chạm 100 phẩy, tiếp theo tuổi, in tra. Ở đây các em cho là khoảng 100. Đấy, tuổi nhá. Quê này. Rồi giới tính. Và tra. Cho 4 đi, cho nó thoải mái. Rồi.
Đến bây giờ chúng ta phải tạo key cho cái bảng này. Chúng ta tạo key cho bảng này thì chúng ta sẽ đánh là primary. Key mở ngoặc ra ID sinh viên, ID sinh viên. Rồi thì bây giờ cái bảng trên của chúng ta là nó ràng buộc với cái bảng dưới, tức là mỗi một lớp thì sẽ ràng buộc, xóa lớp thì nó sẽ xóa sinh viên đấy, mà muốn nhập vào sinh viên thì phải có lớp rồi mới được nhập, còn không có lớp thì sẽ không được nhập. Vậy chúng ta sẽ học một cái cú pháp mới. Ở đây thầy muốn thêm cho chúng ta một cái khóa ngoại là chúng ta foreign, tức là foreign country, đúng không? Để chúng ta học tiếng Anh đấy, for này. Key khóa ngoại này nhá, key này chúng ta sẽ là id lớp, id lớp của cái phần này đấy, sẽ tham chiếu đến cái Forsen. Rồi chúng ta ghi mở ngoặc ra là id lớp đó, tham chiếu đến cái gì, ra phần reference. Rồi đến đây là đến cái bảng, là bảng lớp, bảng lớp nhé, vừa xong lên phần lớp đó. Chúng ta nhớ là lớp nhá, lớp. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ đóng cái ngoặc lớn lại. Đấy, chúng ta đóng cái ngoặc lớn lại. Đây phần lớp và đóng ngoặc lớn, ngoặc này cùng với ngoặc này này. Đó. Bảng lớp. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử chạy xem. Đấy, nó vào lỗi đâu nhỉ? Rồi. Ma cha đây, quê đây. Họ tên này, quê. Check sử dụng integer not null auto increment. Integer not null auto increment. Đây, phải đây. Đấy. Vậy chúng ta chạy lại nhé. Rồi, ok. Xem nào. Foreign constant incorrect formal. Foreign constant in id lớp, g phần lớp. Đó, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại cái lệnh này. Lớp ở đây, à lớp của cái này là cần phải chỉ rõ là đó là id lớp của nó, ta phải chỉ rõ ra như thế.
nhá. Vì cái này thầy ghi vàng, cái này là bảng bảng sinh viên. Đó. Còn bảng lớp của chúng ta đây, em nhìn thấy nhá. ID lớp. Vậy thì cái bảng sinh viên của chúng ta nó phải như này. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử. Ok. Thế bây giờ các em sẽ nhìn thấy trên bảng này sẽ có hai bảng, bảng lớp và sinh viên. Ví dụ bây giờ thầy sẽ nhập bảng lớp trước. ID lớp nhé. Thầy ghi là lớp 01, tên lớp là thư viện 1. Thầy chạy tiếng Việt là để cho chúng ta nhìn rõ. Bây giờ chúng ta kéo này rộng ra này, ghi chú này, thư viện 1 đúng không? Ghi chú là lớp quản lý thư viện. Tab tiếp này, lớp 02, lớp có tên là thư viện 2. Thông tin chất lượng cao. Đấy, các em nhìn thấy là ta lại có như này. Thì bây giờ sang bảng sinh viên, ta ghi vào nha. Xong rồi thầy cho hai lớp, các em có thể cho ba lớp cũng được, em có thể cho ba lớp được. Là lớp 03, thư viện 3, lớp quản lý thông tin 2020 chẳng hạn. Đấy, ta thể sửa cái này 2019. Đấy, lớp chỗ này chúng ta có thể xử lý của nó là 2018. Vậy thì bên này bảng sinh viên của chúng ta bên này, nếu bây giờ thầy ghi là lớp thì nha, các em có thể nhấp vào đây các em thấy luôn này. Đấy, có cái lớp cũ, lớp đầu rồi. Ở ta không thể nhập thêm một cái lớp 04 được, mà nó bắt buộc chúng ta phải là như vậy, bắt buộc chúng ta phải ID sinh viên là 01, họ tên là Nguyễn Văn Thành, tuổi 20, quê Nam Định, giới tính nam. Lớp 01. Đấy, nó phải đúng như thế nhé. ID là số 2, hoặc là kệ nó tự động thôi, nhưng mà chúng ta đã để cho nó cách tăng tự động rồi. Bây giờ chúng ta nhìn thấy hai cái quan hệ này là một nhiều, tức là một bạn thế này, một cái lớp thì sẽ có nhiều nhiều sinh viên. Đó. Một sinh viên thì được nằm trong một lớp quản lý một con lớp. Nguyễn Thị Anh, tuổi là 30 hay 21, nữ, quê quán Hòa Bình, nhưng bây giờ thì nhập là lít 05, nó báo lỗi nha, nó báo lỗi luôn, tức là không giống như là chúng ta làm ở trong cái phần mà quản lý điểm thì
thì hoặc là những cái tạo cơ sở dữ liệu khác là chúng ta thông qua là cái segment đấy. Đấy, thì là nó sẽ nhập được. Nhưng ở đây đối với cái quan hệ này là một quan hệ ràng buộc. Tất nhiên là tốc độ theo kiểu này thì chúng ta truy xuất chậm hơn. Nó báo không có. Đấy, ví dụ đây, tôi đánh là ID sinh viên đây nhé. Là 3 Trần Thị Vân Anh 20 nữ Minh đây là giới tính là nam. Đấy, nó báo lỗi luôn. Tức là nó sẽ gì ràng buộc, bắt buộc là phải có tên lớp rồi mới có tên được của sinh viên. Còn nếu không thì nó sẽ không bao giờ có. Đấy, các bạn chú ý cho thầy nhé. Nếu không sẽ không bao giờ có, không bao giờ được. Đấy. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là đây là một cái quan hệ mà chúng ta phải chấp nhận là chúng ta phải nhập vào trong các lớp này. Hoặc là 02 thì lại bắt đầu được. Tức là ở đây chúng ta nhìn thấy có một cái quan hệ một nhiều, một là tên lớp. À, nhưng mà hai là sinh viên. À, 01 này có hai lớp đúng không? À, bây giờ các bạn có thể nhập là lớp 03. Cả khóa mà. Lớp ở đây chúng ta sẽ nhập là 03. À, đúng ở trong cái móc đấy. 4 Nguyễn Thị Lan Anh 21 nữ giới tính quê trước thầy quên quê đây là Hà Nội nữ là đây là quê là Bắc Giang. Thì nó chấp nhận đúng các em nhỉ, nó sẽ chấp nhận. Đấy, nó sẽ chấp nhận. Tức là cái này thì khi mà chúng ta kết nối cơ sở dữ liệu thì chúng ta phải tạo lớp trước, chúng ta mới tạo được được họ tên, được sinh viên. Còn nếu không là chúng ta không làm được. Và cách sử dụng thì đều phải như vậy thôi. Tức là cũng giống như là chúng ta làm một cái bài tập lớn, ở đây là nhập lớp và nhập sinh viên. Nhưng đối với cái bài trước thầy dạy thì chúng ta sử dụng là không có cái ràng buộc. Nhưng mà chúng ta lại khôn là chúng ta lại lấy cái segment là chúng ta ghi là bằng this request segment, chúng ta lấy xuống thì nó cũng tương tự như cách này. Đấy, nhưng mà đối với cách này thì chúng ta phải nhập đúng, tức là tên lớp phải xuất hiện và đã có rồi, nếu không có là không được. Đấy. Thì bây giờ một cái nữa nhé, bây giờ chúng ta vào lớp. Bây giờ cái lớp chúng ta nhìn chú ý này, có 02, 01, 02, 03 thì ở đây ta mới nhập lớp không bạn, chúng ta nhập ba bạn và ba bạn này thì có hai bạn cùng lớp 01, một bạn thì cùng lớp lớp 03. Vậy thì bây giờ thầy xóa lớp thì nó sẽ xảy ra hiện tượng nào? Xóa lớp ở đây thì thầy nói luôn này, nếu mà thầy xóa lớp 01 và 03 là nó sẽ báo lỗi vì là chưa xóa các bạn sinh viên trong lớp mà đã xóa cái tên lớp rồi. Đấy, thì nó sẽ ràng buộc với cái bảng sinh viên. Nhưng mà cái lớp 02 này thì thầy lại xóa được vì lớp sinh 02 trong bảng sinh viên này là rỗng, chưa có ai thì xóa được. Bây giờ chúng ta xem xóa nhé. Đấy. Bạn có chắc chắn xóa không? Nó báo lỗi luôn là đang có sinh viên thì bạn không được xóa, đang có sinh viên thì không còn được xóa. Đấy, không được xóa đúng không? Rồi, đấy, không được xóa, lệnh này nó sẽ báo lỗi đúng không? Đấy, nhưng mà bạn ở lớp 02 là được rồi, 02 là rồi. Vậy thì chúng ta sẽ xem lại cho thầy cái truy vấn để chúng ta ghi vào. Đây là các bảng. Mở ra nhiều quá nhiều bảng. Đúng không?
thể xem lại lại người ta mở nhiều ra. Rồi thì bây giờ các bạn nhé, các bạn ghi cho thầy là cái ID lớp này này là dùng để làm khóa ngoại, bởi vì khóa chính của bảng sinh viên là ID sinh viên, còn ID lớp là cái khóa ngoại, nó ràng buộc từ bảng lớp xuống bảng sinh viên đó, ràng buộc từ bảng lớp đến xuống bảng sinh viên đó. Và mã sinh viên của chúng ta thì ID sinh viên chính là khóa chính. Chúng ta đây đấy, chúng ta nhìn thấy là chúng ta vẫn cứ tạo các trường tương tự, nhưng riêng cái gì, cái tham chiếu này là phải đúng. Đó, nó hơi nặng thì chạy hơi nặng. Máy có thấy chậm quá. Thì qua bài này là chúng ta thấy là các bạn ra ngoài các bạn thường tạo những cái dạng kiểu kiểu như này, nhưng mà truy xuất thì nó không nhanh, nó sẽ chậm hơn là cái ta dùng vào trang web thì nó sẽ chậm hơn. Còn truy xuất đối với cái loại mà không ràng buộc ấy, không có cái khóa ngoại này thì chúng ta dùng segment để chúng ta truy xuất nó cũng tốt, và cái đấy nhanh hơn. Cho nên làm web mà tránh được cái gì thì tránh, cùng lắm thì ta phải sử dụng cách này, còn nếu không thì các bạn tránh nó đi. Nhưng cách này cũng hay sử dụng để chúng ta tạo cơ sở dữ liệu bán hàng vân vân. Chậm quá, thầy tắt tạm cái này đi nha, chúng ta chú ý như thế để tí nữa chúng ta làm thực hành lại. Máy của thầy theo. Navigate của chúng ta đâu nhỉ? Ok. Thế tí nữa chúng ta sẽ thực hành cho thầy nhiều cái bài. Hôm nay thầy phải dạy tối cho các em, bởi vì ngày hôm nay thầy cũng rất là mệt, thầy phải làm rất nhiều việc. Mà dạy buổi tối để cho các em cho nó yên tĩnh, cho nên là máy tính của thầy nó không được nhanh lắm. Dẫn đến là khi mà thầy ghi video ấy, nó sẽ dẫn đến hiện tượng treo, mà thầy phải cài mãi mới được cái Navicat 15 này, vì phần mềm bắt virus của thầy nó kinh lắm, nó cứ tóm hết cả những cái file hack. Bảng sinh viên ok, chúng ta mở query ra. Chúng ta ghi nha. Rồi chúng ta ghi là bảng lớp. Ở đây chúng ta có lớp. Mà hoặc ra trường bên trong lớp đó là ID lớp. Và sau đó các em chấm phẩy này. Các em sẽ tạo cho thầy một cái bảng sinh viên như vậy. Đây là cú pháp, thì dừng lại cho các em xem. Thì lát nữa chúng ta dùng lại, mỗi bảng sinh viên lại có nhiều loại điểm, chúng ta lại tạo cho thầy những cái khóa như vậy. Và tí nữa thì thầy sẽ cho các bài tập để các em tập làm.
Video này là một cái bài tập chúng ta chỉ cần hiểu một bài thôi thì các bài khác đều làm được như vậy. Đấy. Nha, chờ chú ý này. Why Mariki các em có thể đặt ở trên này luôn cũng được. Thì cuối cùng các em chỉ cần ghi một dòng lệnh là foreign key references lớp reference tham chiếu đến primary key. Đấy, chúng ta chú ý như thế nhé. Và chúng ta thấy là khi mà chúng ta muốn xóa lớp việc lớp này thì chúng ta xóa vô tư. Đấy, thầy xóa này vô thì nó rỗng, nó chưa có gì để xóa được. Đấy, mất đầu lớp 2. Lớp 2 có chứ nhỉ? À, lớp 2 có đây rồi. Ôi, thế là cả ba lớp đều bị xóa đúng không? Muốn xóa được thì mà phải các bạn phải xóa bạn Vân Anh trước thì mới xóa lớp 2 nhé. Thầy muốn xóa lớp 2 thì phải xóa này, thầy xem đây này. Có cái bạn Vân Anh ở đây này. Đó. Thì thầy phải xóa bạn bạn Vân Anh đi. À, thầy xóa đi. Đó. Ok thì bây giờ thầy xóa lớp 2 rồi. Lớp 2 nha, bây giờ mình xóa được. Đấy, không có là không cho xóa. Đấy, xong. Thế là các em đã hiểu là gì? Khi đã sinh ra cái mẹ mà không có cái con thì xóa được cái mẹ nhá. Mà muốn xóa một mẹ có nhiều con thì các em phải xóa con trước khi xóa mẹ. Vậy thì cái này rất hay ở chỗ chặt chẽ là chúng ta làm ứng dụng, chúng ta muốn xóa một cái lớp mẹ đi thì chúng ta phải xóa lớp con, xóa từng thành phần một cho hết. Đó. Xóa từng thành phần một cho hết. Lát nữa thì chúng ta sẽ học cách truy vấn trên các bảng để cho nó sẽ ra tốt hơn. Rồi thế bây giờ các em sẽ làm cho thầy một bài tập ứng dụng luôn. Thầy dừng lại cho các em làm bài tập ứng dụng luôn. Thì đây bây giờ thầy viết lên một cái query nhé để cả lớp cùng làm. Cả lớp cùng làm, thầy cứ tạo lên đây thôi. Rồi. Tạo ứng dụng tạo một cơ sở dữ liệu gồm thứ nhất là bảng nhà cung cấp mặt hàng thì gồm có các trường sau: mã nhà cung cấp, mã nhà cung cấp, phẩy. Mã nhà cung cấp là để cho các em làm khóa chính cho mã này. Mã chính này các em có thể ở dạng tra va tra hoặc dạng in cũng được, nhưng mà để va tra cho nó còn có chữ. Rồi đến này, mã nhà cung cấp này, địa chỉ. Đó, địa chỉ. Rồi có rất nhiều thứ nữa là năm địa chỉ nhé. Mã nhà cung cấp. Rồi bây giờ mã nhà cung cấp này, tên nhà cung cấp này. Đây là bảng 1. Bảng 2. Bảng 2 là mặt hàng. Mặt hàng này thì chúng ta thấy là mỗi một nhà cung cấp thì họ sản xuất một cái mặt hàng khác nhau. Ở đây ta giả sử trong trường hợp này là mặt hàng khác nhau thì các em phải có là ID. ID mặt hàng. ID hàng. Rồi đến chúng ta phải có là mã nhà cung cấp. Đó. Thì cái này và cái này chính là khóa ngoại của cái này là khóa ngoại của cái này. Tham chiếu đến mã nhà cung cấp này. Rồi đến mã nhà cung cấp này. Mặt hàng số lượng này. Các em làm cho thầy như thế nhé. Số lượng này.
đơn giá này, số lượng đơn giá, rồi đơn giá thành tiền này không liên quan đến cái kia, chúng ta để tính sau được. Nhưng mà thành tiền này chính là một cái thuộc tính, giống như trong một cái quan hệ thì thành tiền là một cái thuộc tính không phụ thuộc vào mã nhà cung cấp và không phụ thuộc vào mã mặt hàng. Đấy, thành tiền này nó là một kiện, người ta bảo tìm những thuộc tính không liên quan đến đến kỳ, đúng không? Thì đây ta cho vào nhé, hai bảng này. Bảng thứ ba là bảng bảng địa chỉ nhà cung cấp, địa chỉ thì các em gồm có là mã nhà cung cấp. Đấy. Rồi mã nhà cung cấp này, ta sẽ có cái gì hay nữa nhỉ, mã nhà cung cấp này, ID địa chỉ này. ID địa chỉ rồi mã số thuế này, mã số kinh doanh này. Đấy, mã số kinh doanh này, rồi mã số thuế này, em lập cho thầy ba cái bảng này gồm mặt hàng cung cấp thì nó sẽ cho đến đấy, và mã địa chỉ này nó cũng chính là khóa ngoại liên quan đến cái này nhá, khóa ngoại của cái hàng, của cái bảng nhà cung cấp mặt hàng. Vậy thì chúng ta làm sao chúng ta tạo cho thầy ba cái bảng này với tên rút gọn, tên thì rút gọn cho thầy nhé, thầy viết này thì cho nó rõ ràng thôi, nhưng các em chú ý là tên phải 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 chính xác cho thầy, cả lớp nhớ chưa? Đó, tạo cho thầy một cái cơ sở dữ liệu như thế. À, còn mặt hàng chi tiết thì các em có thể có rất nhiều cách, ví dụ như là chúng ta thêm một mặt hàng nữa chi tiết thì chúng ta lại có mã số mặt hàng, ID mặt hàng, đúng không? Rồi chi tiết là ví dụ bây giờ thầy ghi là mỗi mặt hàng bây giờ mình lại chia nhỏ nó ra. Loại hàng nhé, quan hệ loại hàng này gồm có mã là ID hàng, mã ID hàng, ID loại này. Đấy, gồm có các thuộc tính màu sắc này, màu này là color đấy, kích thước này, size. À, kích thước là size, rồi chất liệu, composite, đúng không? Vân vân. Thế thì cái loại hàng này thì nó lại do nhà mặt hàng cung cấp, thì nó cũng sẽ có một khóa ngoại là cái này, ID hàng giống ID đây. Đấy, chúng ta ghi ID này nhé. À, chúng ta làm cho thầy một cơ sở dữ liệu luôn, bài tập và gửi cho thầy luôn. À, làm cho thầy và xem nó có chạy không, áp dụng cái bảng lớp và sinh viên, áp dụng cho thầy cái bảng lớp và sinh viên.
bây giờ bài tập đến đây thì các em làm luôn cho thầy trong ngày hôm nay, và lát nữa thì thầy dạy thêm cho chúng ta các truy vấn khác nữa để chúng ta có thể thành thạo cùng với các truy vấn kia.